quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp của đảng và của dân tộc, là nhà lãnh đạo lỗi lạc, tận trung với nước, phụng sự cách mạng và phục vụ đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, là nhà lý luận trí tuệ, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, người kế tục xứng đáng sự nghiệp của các nhà lãnh đạo tiền bối của đảng, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang vì đảng, vì tổ quốc, vì nhân dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nga Ostrovsky mà sinh thời Tổng Bí thư thường nhắc tới, đó là ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Phim tài liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị sau đây sẽ phần nào giúp đồng chí, đồng bào cả nước và bè bạn quốc tế hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đóng vai trò hạt nhân lãnh đạo cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Một nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực. Đó là những cảm nhận mà người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế khi nói về ông. Ông là người truyền cảm hứng, khẳng định bản lĩnh, ý chí xây dựng, chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với đảng, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu vào đảng, chế độ và con đường phát triển của đất nước Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những làn điệu quan họ chan chứa tình đưa ta xuôi về xứ Kinh Bắc, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng.